Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cộng Đồng Kiến. Hôm nay mình đi tác nghiệp phía sau nè. Đó, nguyên một đội ngũ chụp hình của mình phía sau nè. Các bạn thấy không? Một anh thợ nhiếp ảnh gia rất là trẻ đó. Đội hình ekip của mình đang tác nghiệp trên cái cầu ghềnh. Cầu ghềnh này ở Đồng Nai. Các bạn thấy đồ đầu chơi là xịn sò sắp lại được không? Ngồi sắp bằng lại nó, đúng rồi. Các bạn chụp hình hai không? Tay chống cầm lên. Sau một đoạn đường dài, đoàn mình đã tới được cái bãi biển Hồ Cốc. Tất cả các bạn phía dưới đang make up để chuẩn bị lên hình. Đấy, dưới này nè, toàn là trai xinh cái đẹp không. Đây là công tác chuẩn bị của đoàn mình, đang chuẩn bị để chuẩn bị lên hình. Ở đây toàn là trai xinh cái đẹp không nha. Đấy. Đây là đồ chơi của đàn mình, thấy hoành tráng không? Đó, đồ chơi mình rất là dữ. Phía trên kia là cái xe của đàn mình đang đợi đó, và ở dưới này mình chuẩn bị một số cái lều để phục vụ cho công tác chuẩn bị hậu cần, để chụp chúng ta chụp hình lấy cảnh view biển bên này trên đường. Mình đi lại gần nha, đi gần như thế. Đây là những chuyên gia make up của đoàn mình đang make up cho mấy bạn. Đấy. Ở đằng xa kia là một team để chụp hình tiếp, có nhiều phân đoạn phân cảnh. Đoàn mình đang chuẩn bị để lên hình đang. Rồi, các bạn thấy cái xe gì không? Chiếc xe này xe rất là cổ xưa đến giờ nha. Cái xe cổ không? Giờ mình sẽ sử dụng xe này để em lên hình rất là đẹp. Xe đi đồ thật cho một ngôi nè. Thân này có gì? Đây là công tác căn chỉnh máy móc trước khi vô thực hiện những tấm hình đẹp nhất ở khu vực này. Đây là những đồ chơi của mình, của đoàn mình. Đồ chơi rất xịn sò. Đây bây giờ đang là sáng sớm, đoàn mình đang chuẩn bị chụp hình lấy cảnh.
Để bên này đúng không? Rồi nhìn qua lại đó, để thoải mái lấy cái tay vô chút nha. Không là lòng vòng. Xong rồi quay lại. Rồi quay lại luôn, quay lại luôn. Đúng rồi, tiến lên chút xíu. Mặt xếp vào xíu đi. Cảnh buổi sáng trời nắng rất là đẹp. Các bạn thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Bây giờ team mình đang quay phim chụp hình ngoài bãi biển, bãi biển Hồ Chô Ta nè. Đó, một cái kiếp rất là lớn hùng hậu nè. Đấy, kiếp ngồi trong này. Nhìn qua những mặt nó đỏ.
cách ra một chút trước. Đúng rồi. Chè đẩy của con bán chuối. À chuối gì vậy cô? Chuối nướng lá chuối nè các bạn. Đây sắp răng. Đây chuối nướng lá chuối thấy hấp dẫn không? Ồ quá trời luôn. Ồ nóng quá trời nóng. Ồ. Đang bán sắp răng. Ồ cô chuối nướng ở sắp răng. Cô bán cái chè đẩy được bao lâu rồi cô? Nay cũng 4 năm. Ồ, cô bán 4 năm mà chắc cái chè đẩy của cô chắc đáng đắt hàng lắm á. Toàn mà chưa có tiền thay nữa đó. À, thấy xe vậy thôi chứ bán cũng ok là gỗ hết trơn kìa. Đó dù lỗ quá trời các bạn thấy không, dù lỗ rồi. À, cái chè chuối nướng, chè có nướng của cô. À, đây cái chuối nướng này có chuối nướng này có nước dừa nè. Đó các bạn lấy nước dừa không? Đó cái nồi nước dừa rất là đặc sắc nha. Không thấy bạn này ăn à, review cho khán giả xem coi nó ngon như thế nào, nó cảm nhận coi. À, chuối hơi chua nhẹ, cân bằng vị. À, cân bằng vị. Cũng dừa rất béo luôn á. Hấp dẫn lắm không? Đậu phộng, đậu phộng thơm kỳ. Rất là ngon. Ok. Cô bán chuối vui mừng lớn khác. Nở nụ cười tươi thật rồi. Ừ. Bạc rồi thơm. Ăn được rồi. Này xấu quá quay. Từ từ tới bữa. Ờ, ngon hấp dẫn quá. Rất là đầy đầy ấp luôn nha. À, đầy ấp luôn. Cái món chuối này làm như thế nào cô? Rồi dắt vô cái chuối quấn lại. À, chuối chín rồi mình bóc vỏ rồi mình lấy xôi quấn lại. Xong mình nướng lên. Đó. Xong rồi nướng lên chín xong rồi cắt ra rồi bỏ nước dừa. Bên này là chuối gì cô? Chuối hấp. Đây là chuối hấp nè. Đây các bạn thấy không? Thấy chuối hấp hấp dẫn không? Đó. Chuối hấp này như không có nước dừa. Có luôn à, chú hấp có nước dừa bịch riêng không phải là chế là ăn sẵn, còn này nước dừa bịch riêng này các bạn đó. Ta đem về. Ok rồi. Ba rồi, gặp lại các bạn nha. Cảm ơn mấy con. Dạ rồi, video của mình tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay hữu ích thì cho mình một like, comment và nhớ bấm đăng ký kênh cho mình nhé. Đó. Bấm vào cái chuông á, bấm vào cái chuông để khi nào có video mới sẽ được thông báo sớm nhất đến tất cả các bạn. Ok, tạm biệt tất cả các bạn nha.